Xin được chúc mừng những chủ sở hữu mới của Palm Heights. Video này sẽ cung cấp cho quý khách thông tin về dự án cũng như phương thức bàn giao căn hộ. Ngoài ra, quý khách có thể tìm thấy các thông tin khác trong sổ tay hướng dẫn cư dân. Tọa lạc tại trung tâm quận 2, cách trung tâm thành phố chỉ 15 phút lái xe qua đại lộ Mai Chí Thọ. Có thể nói Palm Heights sở hữu vị trí thuận lợi để di chuyển tới các địa điểm chính của thành phố Hồ Chí Minh. Tại Palm Heights, quý khách cũng dễ dàng di chuyển đến tất cả những tiện ích cần thiết như trung tâm thương mại Estella Place, Vincom Megamall, Big C, siêu thị MM Mega Market, rạp chiếu phim Lotte và một loạt các điểm mua sắm và ăn uống, giải trí tại Thảo Điền cũng như khu đô thị mới Thủ Thiêm, trung tâm tài chính mới của thành phố. Tòa nhà cũng nằm gần nhiều trường quốc tế uy tín, bao gồm trường quốc tế Úc và Đức, trường quốc tế thành phố Hồ Chí Minh, trường quốc tế châu Âu, Anh, Mỹ. Palm Heights bao gồm 816 căn hộ, nằm trong 3 tòa tháp 35 tầng. Vui lòng đặt trước lịch hẹn bàn giao căn hộ của quý khách trên hệ thống dịch vụ khách hàng của chúng tôi bằng cách sử dụng tên người dùng và mật khẩu được cung cấp trong thư thông báo bàn giao. Đến hẹn bàn giao căn hộ, nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ đón quý khách tại phòng đa năng nằm tại tầng trệt của nhà câu lạc bộ. Quý khách sẽ nhận được bộ chìa khóa, thẻ từ căn hộ, sổ tay hướng dẫn cư dân và các hồ sơ bàn giao. Riêng đối với căn hộ giao hoàn thiện, quý khách sẽ được nhận thêm remote máy lạnh, bảo hành và hướng dẫn sử dụng thiết bị. Thẻ ra vào tòa nhà là một phần của hệ thống kiểm soát an ninh nhằm nâng cao sự an toàn và an ninh trong tòa nhà. Quý khách sẽ được hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng hệ thống này. Các ghi chú bảo trì này cung cấp các lời khuyên hữu ích về việc chăm sóc định kỳ cho sàn lát gạch, sàn gỗ, điều hòa không khí và các hạng mục hoàn thiện khác. Các khu vực sử dụng nước như nhà vệ sinh, ban công đã được xử lý chống thấm và được bảo hành 10 năm từ nhà thầu chính. Bảo hành sẽ mất hiệu lực nếu quý khách thực hiện bất kỳ thay đổi nào có thể ảnh hưởng lớp chống thấm của các khu vực đó. Khi đó, quý khách sẽ phải yêu cầu bảo hành riêng từ nhà thầu của mình. Hệ thống dịch vụ khách hàng cũng là phương tiện để quý khách có thể thông báo bất kỳ khiếm khuyết nào được tìm thấy tại căn hộ của quý khách trong suốt thời gian bảo hành. Bản hướng dẫn báo cáo khiếm khuyết đã có sẵn trong hồ sơ bàn giao căn hộ. Sau khi quý khách gửi đi danh sách khiếm khuyết, nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách để cùng kiểm tra ghi nhận. Lưu ý, khiếm khuyết bên trong căn hộ phải được ghi nhận trước khi quý khách trang trí nội thất. Ban quản lý được chỉ định bởi chủ đầu tư sẽ cung cấp các dịch vụ quản lý bất động sản tại dự án. Tên người dùng và mật khẩu riêng cho từng căn hộ sẽ được cung cấp để truy cập vào cổng thông tin nội bộ của tòa nhà. Cổng thông tin này được quản lý bởi ban quản lý và được sử dụng cho việc đặt trước các tiện ích chung như các phòng chức năng tại clubhouse, sân tennis và khu vực BBQ. Có một bộ biểu mẫu được sử dụng để đăng ký với văn phòng ban quản lý. Đối với việc đăng ký xe, phương tiện đã được đăng ký sẽ ra vào tòa nhà bằng làn dành cho cư dân. Chủ sở hữu muốn ủy quyền đại lý bất động sản để cho thuê hoặc bán căn hộ của mình, cần điền vào mẫu đơn ủy quyền. Trước khi trang trí nội thất, sửa chữa căn hộ, quý khách vui lòng nộp biểu mẫu đăng ký bao gồm mô tả công việc, bản vẽ, văn bản ghi nhận trước khi thi công cùng với sự giám sát của nhân viên kỹ thuật tòa nhà, thời gian dự kiến nghiệm thu và thông tin của nhà thầu. Trước khi chuyển đồ ra vào tòa nhà, chủ sở hữu phải cung cấp thông tin chi tiết của đơn vị vận chuyển và khoảng thời gian chuyển hàng. Với việc cải tạo, sửa chữa và di chuyển đồ ra vào tòa nhà, quý khách cần phải đặt cọc 20 triệu đồng. Bản vẽ bố trí căn hộ được cung cấp cho quý khách chỉ mang ý nghĩa hướng dẫn. Nhà thầu của quý khách nên thực hiện tất cả các bước đo đạc cần thiết cho đồ nội thất làm thêm. Thông tin liên lạc sẽ bao gồm cả thông tin chi tiết của bộ phận chăm sóc khách hàng, ban quản lý, đơn vị tư vấn và nhà thầu xây dựng nên dự án. Cảm ơn quý khách đã xem video này. Chúc quý khách có một trải nghiệm tuyệt vời khi nhận được căn hộ của mình. Và hy vọng rằng quý khách sẽ có một cuộc sống thú vị khi sinh sống tại Palm Heights.